bốn câu chuyện cuộc sống nghe vừa cảm động vừa thấy bi thương câu chuyện thứ nhất người cha viễn ngồi trên bờ biển nhìn xa xăm ngọn hải đăng lấp ló trước mắt sóng phổ nhẹ bờ cát xa xa những con thuyền ra khơi nhỏ dần nhỏ dần trước mắt anh cảm giác biển cả bao la rộng lớn sẽ nuốt chửng chúng lòng anh đầy lo âu đã ngày thứ bảy anh không thấy cha trở về. Dưới bãi biển, tiếng gọi nhau ý ới không ngớt, tiếng trại giá đầm rang ở phiên chợ hải sản. Mặt trời ngấp nghé đằng đông, anh nhắm mắt suy nghĩ về hình ảnh cha đang vật lộn với từng con sóng để mong ngài trở về. Cha và đôi chân không còn nguyên vẹn. Nỗi xót xa dâng đầy lòng ngực, nước mắt anh chảy lặng lẽ trước bình minh. Đã bao lần viễn quạo quạo với cha về việc cha sẽ ở lại vùng quê hay lên thành phố ở cùng anh em viễn nếu cha vui vẻ xách ba lô lên thì có lẽ giờ này anh không phải ngồi đây điếm nhịp tim mình cha bảo cha lớn tuổi rồi việc đi hay ở không còn quan trọng cha chỉ muốn ở đây lâu lâu theo thuyền đi đánh cá cùng anh em chỉ là để khỏa lấp nỗi nhớ biển mà thôi viễn không thể hiểu cảm giác của cha anh năn nỉ vẻ khung cảnh vui tươi phú thị nhưng đáp lại tấm lòng của viễn và em gái cha lặng lẽ rời nhà khi trời còn mịt mờ lúc anh tỉnh dậy tô cháu trai úp sẵn trên bàn thơm phức và một mảnh giấy vỏn vẹn mấy câu cha đi rồi cha lại về con cứ ở lại thành phố lo công việc vợ con lo cho em nó cũng sắp tới tuổi lập gia đình rồi anh em nhớ bao bọc lẫn nhau Viễn đọc xong cũng chẳng biết làm gì. Cung Cúc mang ba lô về lại thành phố. Cha con Viễn đến vùng biển này đã được 15 năm. Sau khi mẹ anh không mai chết đuối trong một đêm, bà đi bắt cua ngoài đồng. Khi bắt được kha khá cua, bà mon men ra bờ sông rửa ráy thì sảy chân. Đêm đó mẹ không về nhà, cha con Viễn hoảng hốt đi tìm. Anh nhớ mình đã chạy khắp cánh đồng làng kêu gọi khản cả giọng nhưng không thể nghe tiếng mẹ cha rủ rượi còn em gái thì hoảng loạn ba ngày sau người ta mới tìm thấy bà dưới ống cống dẫn nước thân hình không còn nguyên vẹn nữa người ta đồn đoán xì xầm bảo bà bị ma bắt ai bảo khuy lắc khuy lơ không chịu về còn ráng mò thêm cua thêm ốc nhưng mấy ai biết được mẹ viễn bị thiếu máu có lẽ khi ra bờ sông rửa cua thì gặp lúc xây sẵn mặt mày vì cuối quá lâu. Bà lại không biết bơi cho nên mới xảy ra sự việc đau lòng đến thế. Năm ấy, Viễn tròn 15 tuổi. Viễn sợ nước, sợ con sông trước nhà kể từ ngày đó. Mỗi buổi đi học về, Viễn lặng lẽ ngồi dưới gốc bưởi trong vườn cho tới khi cả bàn chân tê cứng mới chịu bước vào nhà. Cha ngồi mép cửa rít thuốc lào còn em gái nằm bất động. Ba cha con chấm dứt khoảng thời gian khủng hoảng đó bằng việc rời khỏi làng. Viễn không nghĩ cha sẽ lại đưa hai anh em về một vùng sông nước. Khi đặt chiếc ba lô cũ kỹ xuống nền đất lạnh của một ngôi nhà, nghe tiếng sóng ì ầm sau lưng, như phản xạ tự nhiên, Viễn đã gào lên đau đớn. Sao cha lại đưa tụi con đến đây? Giọng cha nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót. Mình biết đi đâu bây giờ hả con? Rồi cha chống đôi nạn gỗ, tập trển, bước về phía biển. Em gái chạy theo, gạt nước mắt nhìn cha. Mọi thứ bắt đầu một cách khó khăn. Sáng đi học, chiều, viễn cùng em đi bắt ốc, bán cho mấy hàng hải sản trong chợ. Cha vào làm ở xưởng đốc thuyền. Khắp vùng biển này khó khăn lắm, mới có người dám nhận một người tật nguyền như cha. Người ta sợ, chỉ với một chân còn lại cha sẽ không đứng vững khi sóng biển ập đến nói chi việc quăng lưới quăng chài viễn nặng nặc đòi nghỉ học để đi biển nhưng cha gạt phăng bảo có đi ăn xin chăng nữa cha cũng không cho đứa nào bỏ học hết thương cha ngoài những buổi học anh em viễn tranh thủ xuống biển cào ốc tìm những thứ có thể bán được để kiếm tiền nộp học có lẽ ám ảnh về cái chết của mẹ nên hai anh em chỉ quanh quanh gần bờ rồi về bữa cơm thường chỉ có tép biển nấu canh và cọng rau xanh và bát nước mắm đầy viện giấu cha mong men xin đi biển với các chú gần nhà sau một buổi tình cờ thấy ông vật lộn bên những tấm ván nóng tàu thân hình nhuế nhại mồ hôi đằng sau là những lời nhiếc mốc của bà chủ viện đứng chích chân nhìn cha cho tới khi ông quay lại một thằng chóc 15 tuổi khi đó, máu nóng dồn lên mặt. Nhưng khi cha ra hiệu im lặng, Viễn chỉ biết câm nín, làm lũi trở về. Thương cha, gánh nặng gà đóng nuôi con, đè lên đôi vai của cha. Một buổi sáng, Viễn chạy qua nhà chú Thịnh, nặng nặng xin đi biển với chú. Chú Thịnh nhìn Viễn đầy ái ngại, nhưng cuối cùng cũng gật đầu cho Viễn đi theo đánh bắt gần bờ ngày đầu tiên lên thuyền đã sai sóng bao nhiêu mật xanh mật vàng viễn nôn xuống biển hết khi đang lực khẩn bước vào trong thuyền thì bỗng đâu cha lừa thừa đi ra hỏi mệt lắm không con viễn ngạc nhiên tột độ không biết từ lúc nào cha đã nhìn thấy cảnh viễn như một cọng bún lê lết vì sai sóng từ ngày đó dù cha im lặng nhưng viễn biết giữa việc chăm chỉ học hành và việc đi biển thì viễn phải chọn tiếp tục con đường học vấn cha bắt đầu công cuộc chinh phục biển cả với chiếc chân còn lại thường là những đợt câu mực cha giúp chú thịnh bắt được khá nhiều chính bởi vậy cha gần gắn bó với con thuyền của chú thịnh trong những năm tháng túng quận đó chú là người gian rộng vòng tay đón nhận cha con viễn giúp đỡ nhiệt tình chân thành như chính tấm lòng của con người vùng biển xóm của những người dân biển trở nên gần gũi thân thương dần. Vài lần ngồi dưới hàng phi lao rì rào gió, cha kể đôi ba câu chuyện và về nỗi ân hận khi để mẹ ra đi một cách oan uổng. Cha bảo, thời ấy chiến tranh mất mát, đau thương nhiều. Cha chứng kiến đồng đội nằm gai nếm mật với nhau ra đi. Mỗi người để lại một nỗi đau riêng. Cha trở về với đôi nạn gỗ cuộc sống thời bình với người vợ hiền thảo bao năm đằng đẵng đợi chồng khi cha trở về viễn tròn ba tuổi khóc ré lên khi thấy một cục thịt tròn tròn nhăn nheo ở chân trái của cha mẹ dùng miếng vải xô cuốn lại và nhét nó vào chiếc chân giả một tuần liền viễn không dám tới gần cha bữa đó cha nhìn mẹ hai người tự nhiên trào nước mắt cứ ngỡ họ sẽ được đi cùng nhau thêm một đoạn đường phía trước. Nhưng cũng chỉ 12 năm. 12 năm trọn nghĩ phẹn tình, khi em gái ra đời, thì mẹ ra đi không một lời từ biệt. Cha không bao giờ nhắc đến chuyện đi thêm bước nữa, vì trong thâm tâm ông chỉ có người phụ nữ duy nhất là mẹ. Mặc cho bao nhiêu vất vả của cuộc sống đè nén đôi vai, người đàn ông ấy vẫn không bao giờ trùng bước. Vì nhớ, mỗi lần đón cha ở biển trở về, hình ảnh in đậm trong tâm trí anh là dáng cha sừng sững trước mũi tàu như thách thức với cuộc đời, làn da nâu rắn rỗi. Chiếc nặng gỗ để ép sát gốc bông tàu, nụ cười hồn hậu và giòn tan khi anh em viễn chạy ào ra ôm chặt lấy cha. Viễn thích nhất cái cảm giác vùi đầu vào bộ ngực ấy, hít hà mùi mặn mồi của biển. Cha như một tấm lá trắng sẵn sàng che chở hết sóng gió cho anh em Viễn. Ngài Viễn nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, cha bận bộ đồ quân phục đứng ở xa nhìn. Trong lúc anh vui với bạn bè, cha với em gái ngồi trò chuyện cùng nhau về khoảng thời gian ba cha con cùng chiến đấu để vượt qua. Niềm vui hiện lên trên đôi mắt của người lính già. Ngày thứ 10 ở biển, Viễn vẫn chưa hết hy vọng về cha hàng ngày anh đều thức dậy trước bình minh lặng lẽ chân trần ra bãi biển ngồi đợi chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm đến thế nỗi đau hai mươi năm trước lại hiện về cái ngày người ta tìm thấy mẹ dưới ống cống nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn ông đã trưởng thành ăn năn hối hận anh nhớ hồi đó trong những giấc mơ gặp lại mẹ bà vẫn thường dặn anh để ý tới cái chân của cha gặp lúc trái gió trở trời, nó hành hạ cha lắm. Nhưng bao nhiêu năm lăn lộn nuôi con trưởng thành, chắc cha đã bỏ qua nỗi đau của chính mình. Gió vẫn rít qua hàng phi lao hàng đêm, viễn bỏ dở công việc ở thành phố. Em gái nghe tin cũng thu dọn hành lý về nhà cùng anh đợi cha. Ngày thứ 14, con tàu của chú Thịnh tả tựi trở về, lấp ló sau ngọn hải đăng. Chỉ nhìn xa thôi, vì đã phát hiện ra được anh cùng em gái chạy ảo xuống biển gào lên gọi cha vậy là cuối cùng người lính ấy cũng trở về ông ngồi thập dưới tàu áo rách bươm nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt già nua chắc hẳn ông đã chiến đấu cực khổ để trở về thành viên trên tàu có người đã mất tích cha lặng lẽ chống nạn bước chậm trên bãi cát dài lúc đó vị mới cảm nhận được nỗi đau mất của cha là quá lớn. Nên việc bám biển nguyện ở lại nơi đây đối với cha là điều mong mỏi cuối cùng. bà cha con cứ thế ôm nhau khóc rộng. Biển y ầm sóng, trong bóng chiều loan lỗ, ba cái bóng dịu chất nương tựa lẫn nhau đi về phía ngôi nhà. Câu chuyện thứ hai, tăng theo dòng nước tối đã lâu rồi nhưng nhà lỡ vẫn chưa lên đèn lúc sậm tối bà miên nhìn thấy lỡ lù đau về chuồng lỡ lên nhà mở cửa tiếng loa thùng bốc lên inh tay nhức ốc nhưng chỉ một lát lại thấy nó đóng cửa vắt khăn mặt quần đùa lên vai miệng huýt sáo chân hướng lên mỏ nước tưởng nó đi tắm giặt một lát rồi về mà mãi vẫn chẳng thấy đâu bà thầm nghĩ chắc nó lại ra quán bia nhà lão biền rồi. Thế là hồn mẹ lỡ trên bàn thờ là thêm một bữa phải nhịn đói. Bản mỏ đầu chó vốn bình yên nhưng từ ngày có cái bàn bi a của lão biền thì khác hẳn. Để thu hút trai trong bản trong làng đến chơi, hai tuần đầu lão không thu tiền bàn. Chơi bi a không khó gì, mới đầu không biết điều khiển cây gậy nên đánh trượt bóng. Nhưng càng đánh độ chính xác càng cao. Lão biền còn bảo đây là một môn thể thao. Nhiều cao thủ xuất thân từ những bàn Bia làng đấy. Lỡ sống, ngày ở nhà, tháng ở ngoài. Nó là người mê chơi Bia nhất bản. Sởn ra lại chạy đến đánh vài xét. Không có tiền thì đứng nhìn người ta đánh. Chán chê mới chịu về. Bà Miên nhắc nói nhiều lần rồi. Bà đã hứa lúc mẹ lỡ lâm chung là sẽ bảo ban nó chí thú làm ăn, không chơi bời lêu lỏng nữa bà đã nói với lỡ rất nhiều, nhưng những lời nói của bà như giọt nước rơi trên lá khoai. Bà lầm trầm nói, Em đã cố gắng lắm rồi chị ơi, nhưng lỡ không nghe đâu, cái hồn của nó bị con thú hoang bắt đi rồi. Đợi mãi không thấy lỡ về, bà Miên đẩy cửa vào nhà, mang hai bát cơm rau đến ban thờ thắp hương. Khi người mất chưa được làm lễ mãn tang thì phải dâng cơm sớm tối nếu không hồn ma sẽ không được siêu thoát quay về nhũng nhiễu con cháu nhiều đêm lỡ vắng nhà ban thờ mẹ vẫn đỏ hương không biết quả bi a à có sức hút gì mà thằng lỡ mê thế chỉ ở trên trời của linh thiên hãy gọi lỡ về bà miên vừa thắp hương vừa nói bất chợt bà nhìn vào tấm ảnh trên bàn thờ dường như từ hai khóe mắt những giọt nước đang rơi Bân phạ ơi, bà đang ở cõi mơ hay cõi thật đây? Từ thỏa lọt lòng đến giờ đã gần 80 tuổi. Bà Miên chưa nghe ai nói di ảnh người chết cũng biết nhỏ nước mắt bao giờ. Bà lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần rồi đưa ngón tay sờ vào tấm ảnh. Bà cảm thấy đầu ngón tay dinh dính nước. Chị ơi, lẽ nào chị đang khóc? Chị khóc vì tấm lòng của em đối với chị ư? Anh em xa bốn phương trời, làm sao bằng được những người nhà bên? Chị từng nói như vậy mà. Hay là chị khóc vì thằng lỡ không nghe lời chị? Giá ngày xưa, chị nghe lời hai đứa con gái, bảo bằng lỡ từ nhỏ, để cho nó làm lụng, quen với tất cả công việc, không nghe bạn bè xúi dục, nghỉ học, thì giờ đã không nên nổ này. Bà Miên chấp tay vái rồi đi ra. Vừa khép cánh cửa, thì có hai thằng tóc xanh tóc đỏ đi xe máy đến đầu sàn. Chúng không chào bà lấy một câu, chỉ gọi Lỡ ơi, lỡ! Cháu hỏi lỡ à, nó không có ở nhà đâu. Lỡ đi đâu hả bác? Chúng tỏ ra lịch sự với bà. bác cũng không biết, nó lụ trâu vào chuồng xong là đi đến giờ vẫn chưa về. À, cháu thử đến bàn bia lão biền xem. Mỗi hôm lỡ hay ở đấy trước khi lên đây cháu có qua bàn bia nhưng không có lỡ ở đó gọi điện thoại thì nó tắt máy thế cháu tìm lỡ có việc gì thế bọn cháu là bạn của lỡ bọn cháu đến chơi thôi lỡ không có nhà thì hôm khác cháu đến vậy bà miên đi về nhà nhưng câu nói lỡ không qua bàn bia vẫn lỡn vỡn trong đầu lỡ có thể đi đâu được nhỉ ở bản mỏ này Ngoài lỡ thì từ đứa trẻ 6-7 tuổi đến người già đều biết đi xe đạp, xe máy. Lỡ không có xe máy. Nhà lỡ có các xe đạp chị gái để lại, lỡ cũng bán sắt phụng rồi. Lỡ muốn ra khỏi bản mỏ, phải có người chở đi. Mà nó có việc gì hệ trọng mà phải đi đêm. Có lẽ nào trước khi nhắm mắt về trời, mẹ lỡ lại biết được điều gì đó từ thằng con trai mà bà quý hơn vàng. Bà chỉ tay vào vỏ bao thuốc lá là muốn ám chỉ điều gì tiếng xe máy nổ giòn rồi im bặt rồi tiếng chó sủa tiếng cửa mở tiếng chân người rầm rập trên ván sàn làm cho bà miên tỉnh giấc bà vớ lấy chiếc điện thoại con trai mới mua cho đã 2 giờ sáng lỡ về muộn thế ư linh cảm điều gì đó không bình thường bà nhẫm dậy ra khỏi giường mười bước chân đã đến dưới nhà sàn của lỡ con bạch tuyết thường được bà choang nên chỉ phải đuôi mừng lấy ra đi tiếng một người nói bà miên nghe như giọng của thằng trường cháu ông trưởng họ dùng ít thôi dùng nhiều có ngại ngoẻo đấy chết được là tốt chưa sống thế này tao chán lắm rồi đi đâu cũng nghe những lời ca tháng đi đâu cũng bị người ta để mắt tới thôi nạp rồi còn đi ngủ sớm khuya quá rồi có người dục giọng nói này cũng quen quen. Đúng rồi, hai cái thằng tóc xanh tóc đỏ lúc nãy. Rồi tiếng nói im bặt, chỉ còn những âm thanh lệ xòe khe khẽ, tiếng bật lửa tanh tách. Trong lúc bà Miên cố nghĩ xem chúng nó đang làm trò gì, thì những thằng người trên nhà nghiêng ngã phê khói thuốc. Những mảnh giấy bạc theo khe ván bay xuống tầng dưới. Bà nhặt lấy mấy mảnh rồi bước nhẹ chân ra khỏi nhà lở về đến nhà bà bật đèn pin lên soi không phải chúng nó đang hít heroin đấy chứ đúng rồi trước lúc mẹ lợi chết đã chỉ tay vào bao thuốc lá ý muốn nói lỡ hít thuốc trắng bần điên ơi thằng lỡ đã trượt dài như thế rồi sao ở bản mỏ thằng lỡ và thằng tường nghiện nặng nhất người ta kháo nhau như thế tuy vậy lỡ chưa trộm cướp quay thỉnh thoảng nó mới bán bao thóc, bao ngô thôi. Lỡ thèm thuốc, nhưng hàng ngày vẫn phải ăn cơm để sống. Thằng Tường nói đúng, không thể đem hết thứ ăn được bằng mồm đòi lấy thứ chỉ ngửi bằng mũi. Mấy hôm nay, lỡ không có tiền hút, nó hút kế với thằng Tường. Lỡ đi đâu cũng phải nhờ thằng Tường chở đi. Bán đổi cái gì, thằng Tường cũng sẵn sàng phục vụ. Phụ. Tường ở rễ bên tuyên quang, nhưng vì nghiện nên bị nhà vợ đủ thẳng cổ. Không còn chỗ để đi, tường đành quay về quê. Từ ngày có tường, lỡ cũng không còn thích chơi bia nữa. Cứ tối đến, tường lại lấy xe máy chở lỡ lên phố huyện chơi. Lỡ này, mày muốn làm việc có nhiều tiền để tiêu không? Tường hỏi, kiếm được nhiều tiền thì ai mà chẳng muốn, nhưng mà làm việc gì kiếm được nhiều tiền với anh? không phải ăn cắp ăn cướp lừa đảo trấn lột người ta chứ muốn có tiền thì phải ăn cắp thôi mấy chuyện trộm cắp em sợ lắm sợ sao mày còn dính vào mà tối nay anh không còn tiền nữa đâu hôm nay đến lượt anh ké mày rồi nhưng em không có tiền mà không có tiền lại còn chơi việc ăn cắp cứ vậy đi nha cơm tối xong lỡ đi ra bàn bia của lão biền đến khuya lỡ cùng tường đi xe máy lên phố huyện nhưng đi được vài cây số tường quay đầu xe đến đèo ken phát tường dừng xe lại hai người đi bộ vào lũng mắt mật tiện đây rồi tường chỉ vào cuộn dây cáp quang đang thi công lấy thứ này đi bán để không ăn tớ mà chẳng ai mua thứ này đâu ngu thế lớn mà không khôn tao với mày sẽ đốt trái lớp nhựa vỏ chỉ lấy lỗ đồng đi bán thôi lỡ cùng tường tứ xăng đốt đóng cáp quan xong hai đứa lại đi lấy cuộn dây điện cao thế tường đã chuẩn bị sẵn kìm cộng lực hai đứa thay nhau cắt dây điện ra thành từng đoạn cắt xong cuộn dây điện chúng đem bán cho lão sứ buôn đồng nát được 10 triệu đồng có được món tiền lớn nhưng lỡ không thấy vui ăn cắp phá hoại tài sản của nhà nước nếu công an điều tra ra, chắc chắn sẽ bị ngồi tù vài năm. Nghĩ đến đó, Lỡ thấy rùng mình. Nghe tin Tường đã bị công an bắt trên đường xuống Thái Nguyên, Lỡ càng hoang mang. Lỡ nhớ lời mẹ dạy ngày nào, nhớ những lời khuyên của dì Miên, lòng này mất Lỡ đã mù quáng. Ta đã nghe lời ngọt ngào của Tường, cùng lũ bạn chơi bời, đầu óc đã bị thuốc làm cho u mê. Lỡ cảm thấy có lỗi với mẹ có lỗi với dì Miên. Lỡ hối hận. Nó ngước nhìn trời, phía đằng đông một cơn giông đang ùn ùn kéo đến. Câu chuyện thứ ba Những bông hoa lửa Thế là mẹ dắt con trâu với cái bụng căng bóng sắp đến ngày sinh bán cho lão lái buôn. Những vật dụng trong nhà, cái nào đáng chút tiền, mẹ cũng mang đi bán nốt. Mẹ mãi miết ngồi điếm từng đồng tiền nhào nhỉ, và buộc chặt từng loại thêm mệnh giá. Giờ tôi ngồi trong ngôi nhà rỗng mà tứ phí mưa gió ù vào. Mới đầu đông mà gió mưa găm vào lòng lạnh như muôn vàng lưỡi dao. Cũng may mà cái chậu đốt than mày chưa bán. Tôi khiêu những hòn than đỏ để phù mấy củ khoai. Mẹ tính cả rồi, chỉ chừa lại đúng bốn củ khoai cho ngày hôm nay để chờ người đàn ông đó. Chợt mẹ dục, đi. Tôi hút hoảng mẹ vừa xách túi lên vừa gắt tôi luống cuống bới mấy củ khoai vợ sống vợ chính bỏ vào cái túi vải rồi vội vã chạy theo mẹ chiếc xe xuyên mạng mưa nhấp nhô qua những con đường đèo dốc từng chừng mưa quất vào cửa rằng rạc mọi người đều im lặng người đàn ông ngồi bên cạnh chúng tôi thỉnh thoảng hỏi mẹ một vài câu trống không mẹ cũng đáp lại nhắc cừng rồi mẹ ngáp ngủ mấy hôm nay mẹ không ngủ tôi biết mẹ đã phải chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này, đã thu vén, gom nhặt đến những đồng cắt cuối cùng làm hành trang cho một lần ra đi. Mẹ bảo, đi cùng người đàn ông đó, chúng tôi mới thoát nghèo. Mẹ có một niềm tin thoát nghèo mơ hồ mà mãnh liệt. Tôi cũng cần phải có một niềm tin như thế, cũng phải đặt cược mà không được phép thua vào người đàn ông kia. Người mà tôi mới gặp vài lần cũng chỉ nhớ ông ta có một vết sẹo dài trên má. Hôm nay ngồi trong thùng xe không có một chút ánh sáng nào. Giữa đêm tối mênh mông và mưa gió bổ vây, càng chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Vậy mà tôi vẫn phải đặt niềm tin vào cái tôi không rõ hình hài. Phải chăng cả tôi và mẹ đều không còn một lựa chọn nào khác? Khi tôi mở mắt thì trời đã sáng. Tôi đã mắt tìm kiếm người đàn ông để nhìn cho thật rõ khuôn mặt ấy thì ông ta không còn ở đó. Trên thùng xe chỉ còn lại mẹ con tôi và một người đàn bà. Thì ra, trong khi chúng tôi ngủ quên, người đàn ông kia đã cửa mất cái túi của mẹ, cướp đi cả gia tài và khát vọng thoát nghèo của mẹ con tôi. Chỉ còn duy nhất bốn củ khoai vợ sống vợ chính trong chiếc túi phải tôi ôm khư khư vào lòng. Mất tất cả, mẹ con tôi lê bước quay về ngôi nhà trống rỗng nơi đỉnh đèo hút gió. Mẹ chẳng còn tin vào ai và bất cứ điều gì nữa. Tôi cặm cụi ngồi quạt chậu than đỏ Liên tục lật những bốc ngô vàng ống Và những củ khoai có vỏ màu nâu đỏ Mùi thơm ngào ngạt Bùi bùi Lan trong lớp sương chiều dày đặc Cả một khoảng trời nặng trĩu Như vỡ ra từng mảng ẩm ướt Và xám xịt Rồi xếp chồng lên nhau trên khúc cua trước cửa nhà tôi Bỗng Rầm Một tiếng động mạnh làm tôi chợt ngẩn lên Chiếc xe máy đổ sầm xuống đường và chiếc xe tải vụt qua, mau chóng tan vào màn sương. Tôi vứt vội chiếc quạt chạy ra. Người đàn ông bị thương ở chân, máu chảy nhiều, khuôn mặt tái đi. Tôi vội vã, dự anh ta vào quán, rồi gọi mẹ. Chỗ tôi ở xa trạm y tế lại thư dân. Mẹ tôi cũng có mấy bài thuốc phòng thân, hy vọng có thể giúp được anh. Mẹ trở ra, khuôn mặt không bị lộ cảm xúc. Bảo tôi lấy các vật dụng cần thiết rồi băng bó cho anh ta. Xong mẹ trở vào nhà để mặc tôi và anh ở đó. Anh nhìn theo mẹ ngẩn ngơ. Tôi đưa anh một bắp ngô nóng hổi bảo ăn đi. Anh đón lấy, cố cười cảm ơn nhưng mặt vẫn nhăn lại, nghe chừng còn đau. Tôi thở dài. Anh đau như vậy, đi kiểu gì bây giờ? Tối rồi, đường khó đi lắm đấy. Anh ngẩng đầu nhìn tôi đường khó đi lắm sao? Tôi gật đầu. Không khéo, lại bị tai nạn lần nữa. Anh ngồi thừa ra, tay mân mây bắp ngô đến ngủ ngắt. Đêm đó, anh thành việc khách trọ bớt đắc dĩ ở nhà tôi. Anh trả tiền để được tá túc qua đêm, sáng mai đi sớm. Mẹ không nói không rằng lù tôi đi vào buồn, rồi đóng chặt cửa lại. Đã lâu rồi, nhà tôi không có đàn ông ở qua đêm kể từ khi người đàn ông ấy biến mất. Đêm nay, qua khe cửa, trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, tôi nhìn ngắm người đàn ông lạ. Anh còn trẻ và đẹp trai. Mẹ gắt bảo, hay hớm gì mà nhìn. Giờ trong mắt mẹ, người đàn ông nào cũng xấu. Khoảng một tháng sau, người đó quay trở lại. Tôi ngờ ngợ rồi bỗng reo lên khi nhận ra anh. Thật không ngờ, anh lại là thầy giáo được phân công lên đây công tác lần này anh đến để động viên mẹ cho tôi đi học lại từ trước tới giờ tôi hoang dại như cây cỏ nơi đèo heo hút gió này học hành cũng có ý nghĩa chi cũng đâu có thể mà được con chữ ra mà ăn như bắp ngô củ khoai củ sắn con tôi học biết điếm tiền là được rồi mẹ trả lời chất nịch rồi xua thầy giáo về con chữ đâu có thể làm no cái bụng thầy dạy cái gì á để làm no cái bụng ấy mẹ nói với theo tôi ngẩn ngơ nhìn bóng thầy đi khuất dù con chữ không làm no cái bụng như mẹ nói nhưng tôi thấy được đến trường cũng rất vui được gặp các thầy cô chơi đùa với bạn bè nhưng mẹ bảo mình nghèo con ở nhà thôi cả tôi và mẹ đều không còn sự lựa chọn nào khác vậy mà mấy ngày sau thầy lại đến bảo chỉ cần mẹ đồng ý cho tôi đi học lại thì thầy sẽ lo toàn bộ chi phí học tập cho tôi. Tôi nghĩ cẩn lên vui sướng. Mẹ bất ngờ, thoáng chút bối rối. Thầy nói hãy để cho thầy trả ơn mẹ con tôi đã giúp thầy đêm đó. Thế là tôi lại được cấp sách Tết trường. Càng nghe thầy nói tôi càng hiểu ra muốn thoát nghèo thì phải có cái chữ, phải theo cái chữ chứ không phải là theo một người đàn ông nào đó như mẹ từng làm tưởng mẹ đã phải trả giá cho sự ngộ nhận ngờ ngợt ấy. Tôi không thể đi vào phước xe đổ mẹ từng đi. Tôi phải đi tìm cái chữ, mặc dù con đường có nhọc nhằn. Điểm trường rất xa, có những ngày tôi cuốc bộ, toàn thân lạnh cống trong giá rét. Chiều, thầy đưa tôi về bằng xe máy. Tôi giữ thầy ở lại ăn cơm. Bây giờ, thầy đã thạo đường, dù trời có tối bưng cũng không sợ gì nữa. Mẹ thì vẫn lạnh như băng, chẳng bao giờ nói với thầy nửa lời mẹ bảo không tin sự ngọt ngào từ bút sách đến những con búp bê nho nhỏ xinh xinh mà thầy mua ở chợ huyện về cho tôi mẹ thường nhìn bằng ánh mắt khó chịu còn thầy lại hay nhìn mẹ với ánh mắt buồn buồn như đang tìm kiếm thất vọng và hy vọng cho đến một ngày thầy bảo tôi mang về tặng mẹ một chiếc khăn thật đẹp thì tôi mới hiểu thầy đang chờ đợi điều gì ở mẹ tôi cầm chiếc khăn trên tay, màu nâu trầm ấm, dịu dàng và mềm mại, như phút phe mơn trớn đôi bàn tay. Chưa bao giờ tôi thấy một chiếc khăn đẹp và ấm áp đến thế. Tôi chắc rằng mẹ sẽ rất thích món quà này. Vậy mà mẹ không lấy, còn mắng tôi vì tự ý nhận quà của thầy. Mẹ không hiểu hay vợ như không hiểu. Mẹ vẫn còn trẻ, vẫn là một người đàn bà đẹp. Má vẫn chín đỏ trong tiết xuân thì vậy mà sao mẹ chỉ muốn mình lẫn vào đá núi thấm thoát đã ba năm thầy nhận công tác trên điểm trường này lần cuối gặp mẹ con tôi trước khi rời đi thầy nắm bàn tay mẹ ngỏ ý đưa mẹ con tôi đi cùng tôi những tưởng mình sẽ được thoát nghèo vậy mà mẹ lắc đầu rút tay ra mẹ sợ chính câu nói của mình từng nói mẹ bảo chúng ta là những kiếp nghèo bám víu vào đá núi trên vên chỉ như bắp ngô củ khoai củ sắn chúng ta chẳng thể theo ai để vượt thoát khỏi số phận của mình thế là thầy đi tôi buồn vì thứ trù đã không còn thấy thầy ở đó thầy đã mang giấc mơ con chữ của tôi đi xa mỗi đêm mẹ lại trong đèn ngắm chiếc khăn mà sau ngày thầy đi tôi mới dám đưa lại cho mẹ mẹ quàng khăn vào cổ phút đi phút lại những sợi tu tu mềm mại rủ xuống trước ngực Trượt bần thần nghe gió hú từng đợt trong những cơn mưa đầu đông đã mấy mùa trôi qua có lẽ thầy đã quên mẹ con tôi cũng phải có gì mà để nhớ tôi gói hết bút sách và những con bút bê thầy cho nhét vào trong hòm nhưng mẹ thì đêm nào cũng hoàn khăn và vuốt những sợi tu tua cho đến một đêm khi cơn mưa đầu đông sầm sập đổ xuống có tiếng gõ cửa gấp gáp tôi hồi hộp mở cửa sững sờ tôi đứng lặng trong giây phút ấy là thầy ướt sũng và lạnh ngắt trong mưa đêm mẹ tôi chạy ra vẫn chiếc khăn ấm quàng trên cổ và những sợi tu tu bay phất phơ mẹ nhìn thầy mắt ngân ngấn nước tôi vội vã kéo thầy vào nhà ngoài kia mưa gió tơi bời chúng tôi ngồi bên bếp lửa tôi tỉ mẩn lật đi lật lại từng bắp ngô tiếng lửa nổ tiếp tách tôi nghe rõ từ hơi thở của mẹ má mẹ chín đỏ thầy cầm lấy tay mẹ và nói vì mẹ không chịu đi nên thầy phải quay về lần này mẹ không rút tay ra nữa mẹ lặng yên nhìn những bông hoa lửa thoát khỏi hòn thang đỏ rồi bay lên khoảng không Câu chuyện thứ tư Vái đỏ Hồi lớp 9 thái từng ngã từ trên cây cắm đầu xuống đất người ta bảo cây gạo sau của tập thể văn công có ông thần ra thai phụ trợ cho nên thái mới giữ được mạng sống chị thái là biết rõ lúc cắm đầu lao xuống cũng may có cái tải quần áo vứt đi của mấy chị văn công như tấm đệm êm giúp cậu bình an trong đám phụ tụng trách thải loại ấy có chiếc phái hai dây màu đỏ của chị thảo chiếc phái là một lần trèo cây bắt tổ chim Cậu đã lén thấy nó phấp phới trong phòng với những mảng da thịt trắng ngần, căng mẩy, làm thân thể thằng con trai mới lớn như ngợp thở. Không biết có phải trở hành không, mà hết lớp 12, Thái thi đâu trượt đấy Cuối cùng, ông bác xin cho vào làm bảo vệ ở đoàn văn công. Ở cái nơi nghèo sơ nghèo sắc này, bọn trộm cắp chưa mò tới. Thành thử, việc chính của Thái là để mắt xem lúc nào chị Thảo đi qua để ngắm ở tuổi này, chị Thảo vốn đã cao lớn lại tăng cân, vốn là dân múa, nên có mập lên thì càng đầy đặn, khúc nào vẫn đã khúc nấy. Có điều không thấy Thảo mặc khoái đỏ nữa. Một đêm cuối năm, Thái tranh thủ về nhà làm bắt cơm chấm bụng. Nhìn nồi bánh chưng trước sân nhà đang cháy bập bùng, bỗng thấy nhận ra dưới đáy nồi, ngoài vỏ bào, mùng cưa, đầu mẫu gỗ, có cả con búp bê bằng gỗ con búp bê của con bé Lam cháu anh. Anh lôi phổ nó ra, con búp bê cũng mặc một chiếc váy đỏ, đôi mắt của nó như đang sợ hãi, nhìn đến tội. Nhận lại con búp bê, con Lam kể, hôm nó lang thang sang khu tập thể văn công chơi, được một cô tiên váy đỏ ở phòng số 13 cho. Đêm hôm sau, nhân lúc vắng vẻ, Thái lén lấy hai cái bánh chưng bảo con Lam mang sang phòng số 13 đưa cho cô tiên phái đỏ. Thảo biết ai xui con bé. Từ hôm ấy, mỗi lần chạm mặt chỗ đông người, Thái và Thảo đều lặng thinh. Thái vừa thấy sợ, lại vừa thích thú, như người muốn liều lĩnh hái một thứ quả trong vườn nhà hàng xóm. Một hôm, ông Lương phó đoàn phụ trách cơ sở vật chất gọi Thái lên phòng làm việc. Nhìn mặt ông ta có vẻ hệ trọng. Mấy hôm nữa, đoàn đi diễn chương trình lớn, Tôi thấy cậu dạo này mó phần nghệ, có tư chức Được, trẻ, có cái táo bạo của trẻ. Tin trẻ thì trẻ mới tự tin. Thái không tin bỏ vào tay mình. Lâu nay, dù chỉ mong được đi khuôn phát loa đại, nhưng chưa bao giờ anh được bước chân lên cái xe cũ củ nát của đoàn. Đang lần lần cảm xúc, thì ông Lương bồi tiếp. Vì thế, chuyến này, tôi sẽ cho cậu đi phụ nấu cơm cho đoàn hai từ nấu cơm như gáo nút lạnh dội vào đầu thái nhưng thôi miễn được đi cùng đoàn được cảm nhận ánh đèn sân khấu còn hơn mang tiếng làm ở đây gần ba năm chỉ toàn xem lúc họ bếp nút, tập tành đổ rác uống rượu cơn mưa núi bất chợt kéo đến phủ kính cả một vùng quê đám nhạc công ca sĩ ngồi túng tụm trong một cái nhà kho cũ đang cơm tối và đợi mưa mưa của trời sụt sùi bao nhiêu than thở rượu của người rót ra tràn trề cả nụ cười và nước mắt rót ra lần nào cũng nâng cũng cạn anh quản ghi ta điện mặt đỏ bừng kể chuyện vợ chồng quan hệ kiểu cắn răng trong những căn nhà chật chội ở phố cổ một nhà nhưng có đến mấy cặp vợ chồng như chuồng bồ câu anh từ hà nội về đây như con chim thoát khỏi lòng cậu hải phụ trách tăng âm loa đài kể chuyện thằng bạn chưa vợ là bác sĩ đỡ đẻ một mớ hỗn lốn những câu chuyện thật thật giả giả, thấm đẫm đau buồn. Đến khi Thái tắt bếp, vào mâm thì mọi người bắt đầu lè nghe. Giờ ai diễn cho ai xem, ai hát cho ai nghe. Lặng lội bao nhiêu đèo dốc, suối khe vào đến đây. Sân khấu đã thiết kế mất cả buổi chiều, thì trời không cho diễn. Thái nhìn mãi, mới thấy Thảo ngồi ở một góc. Bụng bắt đầu có ngấn, mặt đỏ, mắt buồn như lắng men rượu tuổi bốn mươi ở phía này, Thái cũng dần chìm vào men rượu. Lần đầu tiên, sai ở một nơi vắng vẻ. Anh hôm nay như được hòa vào cánh nghệ sĩ trong dàn đồng ca nghiêu ngao trong men rượu và mưa. Khuya, mưa bóng tạnh và không gian trở nên yên ắng. Mỗi người một gốc, ngái như kéo gỗ. Tuy họ hay bẩn cợt, tiếu táo là thế, nhưng bao năm nay gắn bó, sẽ chia nên thương và trân trọng nhau lắm thái thấy cổ khát khô. Chỗ này thì lấy đâu ra chai nước lạnh mà tu cho đỡ khát. Bỗng ở đâu vang lên tiếng nôn ẹ, tiếng nôn như tháo ruột. Trong bóng trăng rừng sao mưa loãng kẹt bên hiên nhà kho, anh nhận ra tấm lưng nần nẫn của Thảo. Không thể tin nổi, anh đỡ bờ vai tròn mẩy mà thấy người mình nóng bừng bừng như từng thớ thịt đang căng nứt. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Thảo anh lại thấy chị đang run rẩy đáng sợ thảo như đang nôn hết cả ruột gan hết những uất ức và đau đớn mùa tanh lợm không làm thái ghê sợ mà chỉ thấy có gì đó thương mến trong lòng như thể chẳng bận tâm người đang đỡ mình là ai thảo thều thào đêm nay là đêm diễn cuối cùng chị được đi nhưng mà mưa ướt hết em ạ à, hết rồi thảo ngừng dây lát như thể chẳng còn bận tâm đến tấm thân đang nằm gọn trong vòng tay thái rồi thì thào nhỏ hơn đợi chị chả còn cái gì bọn đàn ông lấy đi hết rồi nhưng vẫn còn khối ra đấy chị vẫn muốn được múa múa để lấy tiền đi cho người ta em hiểu chưa cho ai ai cho mà cần gì cho nữa cả hai cũng như cuốn vào tiếng mưa khi người ta chán nản và liều lĩnh, họ hòa vào nhau nồng nàn, mù mịt và ngu ngốc. Sau chuyến đi diện ấy, thấy nghe tin Thảo bị đưa xuống làm văn thư, là thấy có người bảo Thảo sắp lấy chồng nên mới cố gắng ăn diện để mồi chà đàn ông. Là đàn bà, dù xấu xí hay lộng lẫy, dù đoan trang hay lăng loàn, rồi cũng phải tìm một bến đổ, không con thuyền nào lên đên mãi được. Giờ mỗi lần gặp Thái, Thảo lại thêm lạnh nhạt. Ông Lương phó đoạn bắt đầu ra tay bằng những chiêu trò vặn vẹo hạch sách Thảo. Mặc kệ, Thảo vẫn như ngọn đuốc cháy phừng phực. Nước càng xối, lửa càng cháy mạnh. Đám đàn ông có tuổi ở đoàn như đống củi mục, vừa thèm khát vừa bạc vía. Quốc tàu, ắt có cung, rồi một gã bán vàng ở thị xã tìm vào. Hắn đi một chiếc xe phân khối lớn Thảo ngày ngày ngồi vất vệ phía sau hắn, cặp chân dài dạng sang hai bên, ngực ưỡng, mất sắc lạnh lùng không thèm nhìn ai. Một đêm trực, thái thức xem bóng đá bằng cái tivi tập tịch ở phòng bảo vệ. Sáng ra, anh tròn tỉnh dậy bởi sự ồn ào nốn nháo của mọi người trong đoàn. Sau một cú va chạm mạnh, Thảo ba ra khỏi chiếc xe phân khối lớn, chấn thương đầu và tắt thở. Cả bắn phàn chỉ bị thương nặng, nằm trên xe cấp cứu với những cái ống thở như con bạch tuột bị mắc cạn trên cát. Thái đứng nhìn sát thảo, cái phá hai dây mới màu đỏ lẫn với màu máu. Cái phá hai dây đó giống hệt cái phái đã từng làm anh nghẹt thở, từng cứu anh thoát khỏi bàn tay tử thần, giờ đã theo thảo về cõi vĩnh hằng bằng một cách đau đớn. Nghe bảo, lão bán phàn đưa Thảo đi diễn một show rất đặc biệt. Thái trở về phòng số 13, phía sau cánh cửa gỗ dán đầy bức hình các cô gái sexy của tập niên 90 đang nhìn anh như oán trách. Sao mày không giành giật để chị ấy được ở lại với thế giới này? Mày có biết chị ấy kiều diễm cao ngạo nhưng cũng cô đơn lắm không? Trong ngăn kéo bàn, Thái nhặt được một bức ảnh cắt từ trang báo. Dưới bức hình em bé một cô cha mẹ có dòng chữ ghi địa chỉ để nhận sự ủng hộ giúp đỡ. Thấy bàng hoàng, chỗ ấy cách nơi Thảo bị tai nạn không xa. Thảo kiếm được tiền ở những đâu. Nhưng tiền đi đâu hết trong cuộc đời của chị? Sao lại cứ phải là chiếc phái đỏ ấy? Đám tang không có nổi một người chích khăn trắng. Thảo không có họ hàng thân thích. Giờ Thái mới hiểu trong chị là một khoảng trống vắng như thế nào Chị lặng lẽ nằm xuống dưới ba thước tức một đời sướng ca như bông hoa đỏ lấp lánh rồi rớt xuống nát nhào tất cả mọi người trong đoàn đều đang khóc có thể ai cũng đều tiếc rằng mình không kịp làm một điều gì đó ân cần quan tâm đến thảo thì chị đã ra đi không ai nhìn thấy thái đang quay mặt đi về một phía khác của nghĩa trang hai tay thái ôm ngực trái phía sau lưng anh mặt trời cũng một màu đỏ trực đang lặn xuống màu đỏ hiện lên như một phép màu nhưng cũng là sự mất mát sau lưng anh người ta đang hì hục lấp đứt chôn cả mặt trời và một mối tình còn nguyên hơi ấm